Người dùng mạng xã hội Twitter đã bỏ phiếu ủng hộ tỷ phú Elon Musk từ chức tổng giám đốc mạng xã hội này. Đây là một cú đánh vào uy tín của Elon Musk sau chưa đầy 2 tháng kể từ khi nhà tỷ phú này nắm quyền kiểm soát Twitter. Elon Musk đã đích thân lập cuộc thăm dò ý kiến người dùng trên Twitter là liệu ông có nên từ chức CEO của mạng xã hội này không. Elon Musk hứa nghe theo ý kiến của người bỏ phiếu. Và hôm qua, cuộc thăm dò đã kết thúc với kết quả hàng triệu người dùng Twitter đề nghị Elon Musk từ chức. Và nay thì ai sẽ là lãnh đạo mới của Twitter thì chưa rõ. Tôi cho rằng vấn đề lớn nhất của Elon Musk là nhiều lúc nói trước khi nghĩ kỹ. Kết quả thăm dò ý kiến người dùng cho thấy xu hướng hành động của Elon Musk. Cuối cùng thì các đại lý quảng cáo đã bỏ đi, gây thêm thua lỗ cho Elon Musk. Nên tôi cho rằng ông ta đang tìm cách thoát ra khỏi tình huống ngày càng lún sâu vào trong cát do chính ông ta tạo nên. Giá cổ phiếu Tesla đã tăng sau khi có kết quả thăm dò cho thấy người dùng muốn Elon Musk từ chức CEO của Twitter. Kể từ khi mua mạng xã hội này, Elon Musk đã thực hiện một loạt các thay đổi chóng mặt như sa thải một nửa số nhân sự, loại bỏ những vị trí giám sát nội dung, giải thể hội đồng các cố vấn về các vấn đề an toàn trên mạng Twitter. Và trong khi luôn tuyên bố ủng hộ sự tự do ngôn luận, thì ông này lại đình chỉ tài khoản của một số nhà báo. Hiện Elon Musk cũng đang không thiếu vấn đề đau đầu. Cuối tháng trước, tỷ phú này đã phải ra tòa về năng lực phân chia thời gian quản lý giữa hãng xe điện Tesla và các công ty khác như công ty hàng không vũ trụ SpaceX và Twitter. Elon Musk cũng phải có mặt ở một tòa án khác vì bị kiện về khoản tiền lương có thể lên tới 55 tỷ đô la ở cương vị CEO của Tesla. Cho đến nay, Elon Musk vẫn nói rằng ông không muốn làm CEO của Tesla hay của bất cứ công ty nào khác, mà chỉ muốn là một kỹ sư.